ra chứ. Sao sao thì nhìn nhìn trời đi. Hả? Đá đi. Trang thôi. Không quay như thế, quay các bạn này thì anh ngập đúng lối. Không em đó, ngập với trường hợp này ra, có giải quyết không? Sai nó là sai. Đối quan của đối cái ngõ này mình dân người ta phản ánh bao nhiêu lần, tạo ra một đối. Bắt dừng đỗ. Cả mấy xe này của các bạn đúng không ạ, phải di chuyển như đốt này, đốt thôi được. Đeo mẹ ông kêu không đỗ đây, ông bày hàng ra bán hàng ông kêu không đỗ đây đâu. Nói chuyện mẹ ấy đúng rồi đi. Lấy tàu anh đâu? Đỗ được đâu nhá. Rồi. Xe đâu? Không, cái tải cái đó. Đâu rồi? Đây kia đúng không? Xe bán trái cây thì còn nào chả đỗ ở đây. Em hơi thấy tàu sức không kia. Đấy, em ở trên mua cái bàn cái sụt bàn. Giữa đường như này các công hiểu các anh lái xe của em người ta cũng không nước ra bắt các bác em nói anh cái tình trạng đỗ xe này các bác đỗ xe này không ổn đâu. Đỗ xe này cái giữa cái đường ngã ba người ta đường giao nhau nó vừa vào còn đâu anh cứ thế là quay được qua thì là cung cấp tuyên truyền cho em càng tốt. Nó vừa vào nó mua cốc nước đây bên đây chạy cứ quay thoải mái cho bọn em công tác tuyên truyền đây này các bác cứ quay thực tế là đỗ giữa lời ngã ba ngã tư đường giao nhau này. Đấy các bác cứ tuyên truyền hồi em ấy. Không, mình vẫn tuyên truyền mà. Rồi. Tốt quá. Cái này để cho các bác đây lái xe rất là không chấp hành. Ngõ 38 Trần Tất Văn. Đây là cuộc cảo cày đó. Đã xuống xe. Xe dừng đỗ. Cứ cài cứ lặng vậy thôi để xem nó lập lỗi gì.
cứ để đấy. Thanh nó lùi xe vào không có chỗ nên nó đánh ra đi rồi. Bật từ sớm, bật bây giờ mới bật giá một nửa tiền điện thôi. Thì em lấy một nửa thôi. Trên áo á, nó không gì áo, nó vải đấy không? Không, không đúng.